Ý thứ hai để chúng ta trước khi chúng ta trồng các cái giống nho ngón tay đen này, dòng nho ngón tay bao gồm ngón tay đen này, thì nó là đất trồng. Có một hiện tượng mà Phú Nông đã quan sát, đó là cái dòng nho ngón tay này nó phát triển cực kỳ nhanh, cực kỳ mạnh. Chính vì thế nếu mà nó trồng ở trên các cái vùng đất mà nó có dinh dưỡng tốt, ví dụ như là cái vùng mà đất thịt ở miền Bắc, các tỉnh như ở Ninh Bình này, Nam Định này, Thái Bình, chúng ta có một cái loại đất mà chuyên trồng lúa ấy, nó gọi là đất thịt, đất phù sa sông ven sông ấy, nhưng mà cái hàm lượng sét và hàm lượng dinh dưỡng nó cực kỳ cao, mà nó màu đỏ quánh như này, đây các bác thấy này, đây gọi là đất thịt này, mà nó màu đỏ quánh như này, tức là cái hàm lượng dinh dưỡng nó cực kỳ cao, thì trồng nho ngón tay chỉ ăn lá không, rất khó thu được quả. Không chỉ ngón tay đen nhá, mà kể cả hạ đen, các cái dòng nho khó phân hóa mầm hoa, thì trồng cái đất mà nó có cái hàm lượng dinh dưỡng cao, nó xảy ra cái hiện tượng là không hãm nổi cây. Bởi vì sao? Bởi vì là cái dinh dưỡng trong đất nó quá nhiều, và các bác dùng các cái loại chế phẩm để hãm ấy, để một lúc sau thì em sẽ giới thiệu rõ hơn, ví dụ như là phân bón hoặc là clomequat để chúng ta hãm, nhưng nó hãm không lại, bởi vì là cái bộ rễ của cái dòng này nó hút rất là mạnh, mà lại gặp ngay cái đất mà nó tốt ấy, thì dinh dưỡng nó đẩy lên quá nhiều, nó còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với cái lượng hóa chất mà chúng ta phun để hãm cây. Nên tốt nhất là nếu mà trồng nho ngón tay thì không chọn đất thịt, không chọn các cái loại đất mà giàu dinh dưỡng, mà các bác nên chọn thứ nhất là đất cát, và cái thứ hai là đất phù sa, nhưng mà phù sa, cái lượng phù sa nó vừa phải thôi, nó không quá tốt, không quá dày, không quá giàu dinh dưỡng như cái đất thịt này. Ở ví dụ như là ở Mỹ này, vùng California này, hoặc là ở Úc, ở Chile hoặc Địa Trung Hải, cái loại đất mà chúng ta nó thường trồng nhiều ấy, hay là ở khu vực Ninh Thuận này, thì nó là đất, cái vùng trồng nho chủ yếu của nó là đất cát pha xét, đất cát pha xét nhưng lượng cát nhiều. Và có một cái đặc điểm đấy là những cái vùng này nó mưa rất là ít, nó mưa rất là ít, thì nó dẫn tới là cái hiện tượng là cái dinh dưỡng ở trong đất này nó không bị xả ra quá mức, nó không gọi là không tan ra quá mức, và cây nó không hấp thụ được nhiều. Còn ở ví dụ ở khu vực mà miền Bắc này, nó mưa và độ ẩm nó quanh năm, mà cộng với cái đất thịt này thì đất lúc nào nó cũng có nước, lúc nào nó cũng ẩm, và chúng ta hãm không nổi. Đến Tết rồi mà cây nó vẫn cứ xanh nẻ, bởi vì là cái dinh dưỡng trong đất nó nhiều quá. Đấy, thì các bác rất hết sức lưu ý, không chỉ đối với nho ngón tay mà các cái dòng nho khác cũng thế. Nếu chúng ta muốn cây nó có khả năng phân hóa mầm hoa tốt đấy, thì chúng ta nên chọn các cái vùng đất mà nó có cái tỉ lệ cát nó cao hơn một chút, bởi vì là khi cái đất cát này này nó chứa cái hàm lượng dinh dưỡng thấp, thì chúng ta có thể kiểm soát được dinh dưỡng, chúng ta bón bao nhiêu thì cây nó ăn bấy nhiêu. Còn cái dinh dưỡng ngoài nó đến từ, dinh dưỡng nó đến từ đất ấy, thì nó không có đáng kể, nên chúng ta nó không bị ảnh hưởng đến quá trình chúng ta xử lý, đến cái quá trình chúng ta hạ kìm hãm sự phát triển của cây và giúp cây nó phân hóa mầm hoa tốt hơn. Cái đất thịt này thì trồng các loại cây ăn quả khác nó dễ ra hoa theo mùa thì nó rất là tốt, nhưng mà trồng nho thì nó không phù hợp. Đấy, cứ tưởng đất tốt mà cuối cùng hành ra là không tốt. Cái thứ ba nó dẫn đến cái khả năng ảnh hưởng đến khả năng phân hóa mầm hoa ở cây mà em nói rất nhiều, nói liên tục và nói rất nhiều với các bác ở trong các cái video hướng dẫn, đó chính là cái kỹ thuật ngắt ngọn. Thì kỹ thuật này thì em đã làm nhiều cái video trên YouTube rồi, các bác có thể xem lại. Tuy nhiên đối với cái dòng nho ngón tay ấy,
Thì các bác lưu ý giúp em này. Chúng ta phải hãm ngọn và hãm ngọn liên tục là cái ưu ý thứ nhất. Tuy nhiên là các dòng nho ngón tay này đặc điểm chung của nó là rất dễ bật mầm. Chính vì thế khi chúng ta ngắt ngọn ấy, thì chúng ta phải để ý nó là ở cái vị trí mà chúng ta ngắt ngọn thì cái mắt ngủ của nó thứ nhất là vẫn còn này. Cái thứ hai là cái chồi nách của nó đã xuất hiện rồi thì chúng ta mới ngắt ngọn. Còn nếu mà chúng ta ngắt ở trong cái thời điểm mà cái chồi nách nó chưa xuất hiện ở cạnh cái mắt ngủ ấy thì nó xảy ra cái hiện tượng là cái chồi nách và cái mắt ngủ của cây đồng thời nó đều bật, nó đều nảy ra. Thì tức là cái cành ăn quả của ta sẽ không còn mắt ngủ nữa. Thì nó chỉ còn một cái phương pháp duy nhất còn lại là chúng ta phải cắt bỏ cái ở cái vị trí này, chúng ta lại phải tạo lại cái cành ăn quả thôi. Em nhắc lại nha, mà dòng nho ngón tay nó rất dễ bật mầm, rất dễ bật cái mắt ngủ. Chính vì thế là các bác phải để ý là khi nào cái mắt ngủ, à cái chồi nách nó ở cạnh mắt ngủ nó xuất hiện rồi thì chúng ta mới nên bấm ngọn. Chúng ta bấm quá sớm ấy thì là mắt ngủ nó sẽ bật, và mắt ngủ bật rồi thì sẽ không còn mắt ngủ để mà cắt cành cho ra bông nữa. Đấy, thì cái tầm quan trọng của cái kỹ thuật ngắt ngọn này thì em đã giới thiệu nhiều lắm rồi. Là ngắt ngọn thì nó sẽ dồn dinh dưỡng để nuôi mắt ngủ này, nuôi cành cấp 2 nó to hơn, nó khỏe hơn, mắt ngủ nó mẩy hơn. Còn các bác cứ thả rông ấy, đặc biệt cái dòng ngón tay này thì nó đua cực kỳ nhanh, và khi nó đua nhanh như thế thì cái mắt ngủ của nó phân hóa kém hơn và cái thân cành của nó cũng bé hơn, dẫn tới là khi chúng ta cắt cành tỷ lệ ra bông nó thấp hơn. Đấy thì lưu ý tiếp theo đấy là chúng ta để ý là cái chồi nách xuất hiện rồi chúng ta mới ngắt ngọn. Và cái thứ tư đó là cái chế độ phân bón. Bản thân ấy, cây nho là một cái giống nho, giống cây mà nó không ra hoa một cách tự nhiên. Ví dụ các bác thấy, ví dụ là cây chuối, cây nhãn là cứ đến mùa là nó ra hoa, hoặc là cây chuối là nó lớn đến cái tuổi đấy là nó tự động nó ra hoa. Nhưng mà cây nho này nếu các bác không cắt cành thì nó không bao giờ ra hoa. Và đặc biệt với cái dòng nho ngón tay này, mà nếu chúng ta mà bón phân y dinh dưỡng mà nó không tốt thì nó khả năng phân hóa rất kém, và có cắt thì nó không ra hoa. Nên đối với cái loại nho ngón tay này các bác hết sức lưu ý là trong cái thời kỳ mà chúng ta nuôi cành cấp 1, cấp 2 ấy, thì các bác phải bón cái NPK này cực kỳ là cân đối. Các bác lưu ý là chúng ta sẽ giảm cái lượng đạm, tức là nitơ xuống thấp, tăng cái lượng phosphor và kali lên. Thông thường đối với các cái loại nho ấy, ở cái giai đoạn tạo cành cấp 2 thì các bác sẽ bón là 20, 20, 20, hoặc là các cái loại phân mà có 3 số bằng nhau. Ví dụ là 15, 15, 15, 17, 17, 17. Nhưng mà đối với nho ngón tay đen này thì các bác lưu ý là tăng cái lượng kali và lượng phosphor lên. Ví dụ chúng ta bón là 15, 20, 20 hoặc là 10, 20, 20. Tức là làm sao khi mà chúng ta tạo cành cấp 2 ấy, cái lượng đạm của nó chỉ vừa đủ để cây nó phát triển thôi. Bởi vì là cái ngón tay thì nó cần rất ít dinh dưỡng để nó tạo cái cành cấp 2, cần rất ít đạm để tạo cành cấp 2. Lá nó mỏng nên nó cần ít dinh dưỡng hơn. Trong khi chúng ta phải tăng cái lượng phosphor và kali lên để cây nó phân hóa mầm hoa tốt hơn. Nó chuyển cái trạng thái của cây từ cái trạng thái sinh trưởng. Khi chúng ta tăng dần cái lượng phosphor kali thì nó tạo ra cái sự dấu hiệu cho cây nó phân hóa dần dần, nó chuyển từ sinh trưởng sang sinh sản. Và khi mà chúng ta đã xây dựng đủ cái bộ lá của cái cành cấp 2 này rồi, ví dụ là từ 9 đến 12 thì chúng ta sẽ cắt đạm và chúng ta sẽ tăng cái lượng kali và phosphor lên. Thì có nhiều cái loại phân bón mà chế phẩm, thậm chí là các bác là mua kali và phosphor đơn, các về các bác bón, các bác mix, các bác tự phối trộn, các bác bón cũng được. Hoặc các bác mua các loại chế phẩm phân bón khác, ví dụ là MKP hoặc NEN 86
ta bón. Và khi chúng ta bón ấy thì các bác lưu ý là cái mục đích của chúng ta khi chúng ta hãm ấy là cái ngọn nó không được đi. Các bác bón phân ở trong cái giai đoạn mà nuôi quả hoặc là tạo cành cấp 2 ấy, là khi nó đủ lá của cành cấp 2 rồi, ví dụ là 9 hoặc 10 là 2 lá, thì chúng ta phải hãm để cho cái ngọn nó không được đi. Mà nếu mà cái ngọn nó vẫn cứ đi dù chúng ta đã hãm ấy, thì các bác phải giảm lượng đạm và tăng cái lượng lân và kali lên. Cái việc ngọn đi hay đứng ấy thì tí em sẽ em nói rõ hơn ở trong cái phần mà sử dụng chế phẩm mà phân hóa mầm hoa hãm cành. Còn về phân bón thì các bác lưu ý là chúng ta sẽ giảm cái lượng đạm mà tăng cái lượng lân và kali, thậm chí là cao hơn khi chúng ta tạo cành cấp 2. Rồi. Cái vấn đề thứ năm nó ảnh hưởng đến khả năng phân hóa mầm hoa của cái dòng ngón tay, đó chính là nước tưới và thuốc. Các loại thuốc thì cái nước tưới ấy, đối với các dòng nho khác ấy, thì chúng ta có thể là chúng ta tưới với cái lượng nước nó nhiều hơn một chút. Nhưng như em vừa phân tích ở trong cái mục đất này này, nếu chúng ta tưới quá nhiều đất lúc nào ở trong trạng thái ẩm ấy, thì cái dòng nho ngón tay này nó lại hấp thụ dinh dưỡng một cách rất tốt, nó lớn quá nhanh. Chính vì thế là các bác là đối với cái dòng nho ngón tay này thì hạn chế tưới quá ẩm, chúng ta chỉ giữ cái độ ẩm trong đất nó rơi về tầm khoảng 60-70% thôi. Và khi chúng ta chuẩn bị cắt cành cho ra bông, cành cây nó đã đủ 9-12 lá rồi, thì chúng ta phải hạn chế tưới, chúng ta phải tạo ra cái sự khô hạn. Đây là sự khô hạn nhân tạo. Và khi khô hạn ấy, nó sẽ dẫn tới là cái cành cấp 2, các bác để ý này, nó sẽ chuyển ngả sang vàng và nó già nhanh hơn, nó thành thục sớm hơn, dinh dưỡng và nó tập trung nuôi các mắt ngủ và cành, và cái cành này nó phân hóa một cách tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta mà cứ tưới mà thoải mái thì cây nó hấp thụ dinh dưỡng rất là tốt. Mà chính nhìn khi nó hấp thụ dinh dưỡng tốt đấy thì nó cứ đi ngọn thôi, và cây lúc nào nó cũng xanh tốt. Khi bác trồng đặc biệt là nho ngón tay ấy, thì chúng ta nên sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, hoặc là chúng ta sử dụng cái béc này, cái béc 8 tia, hoặc là béc béc nhỏ giọt tận gốc này, thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái lượng nước chúng ta trồng. Chúng ta mà tùy vào giai đoạn chúng ta tưới một cái lượng khác nhau thì chúng ta kiểm soát đầu vào nước. Còn nếu mà các bác trồng ở nhà ấy mà nó cứ mưa mà tất cả là theo tự nhiên đấy thì rất khó để trồng nho ngón tay. Mà chúng ta phải kiểm soát được cái lượng nước khi chúng ta trồng nho ngón tay này. Đấy, đấy là về nước tưới. Còn về thuốc trừ bệnh này thì hầu hết các cái loại thuốc ấy mà khi phun lên các cái loại cây cối khác nhau, trong đó bao gồm cây nho ấy, thì nó đều xảy ra, nó đều dẫn tới một cái hệ quả. Thứ nhất là cái cây nó được trừ bệnh này. Và cái hệ quả thứ hai đi kèm đó là cái cây nó sẽ ngừng phát triển một thời gian, hay chúng ta thường gọi là nó đứng sau khi các bác phun thuốc trừ sâu hoặc là thuốc nấm. Các bác cứ để ý, sau khi chúng ta phun ấy thì nó không chỉ tác động đến nấm và bệnh đâu, không chỉ tác động đến nấm và côn trùng đâu, mà nó còn tác động đến cái mà nó còn tác động đến cái tốc độ sinh trưởng của cây nữa. Chính vì thế là nếu các bác mà chúng ta sử dụng hoặc chúng ta tận dụng cái công dụng, cái tác dụng phụ đấy của các loại thuốc này, thì chúng ta có thể dùng các loại thuốc này chúng ta đánh làm cho cái cây nó đứng lại. Ngoài phân bón này thì cái thuốc trừ sâu này, trừ bệnh này cũng có tác dụng làm đứng cây. Ở trong Ninh Thuận ấy thì các bác ấy chuyên dùng các cái loại thuốc này để đánh để hãm cây. Đấy. Cái nhân tố thứ sáu rất quan trọng, gần như là quan trọng nhất trong cái ngành trồng nho kinh tế mà em đã giới thiệu cho các bác, khi chúng ta trồng nho và chúng ta xử lý cho ra hoa ấy, đó chính là cái chế phẩm phân hóa mầm hoa, hay tên quốc tế của nó là Cnomequat hay là CCC thì cũng là nó. Thì cái loại
Chế phẩm này thì em đã giới thiệu rõ ở trong một số cái video trong cái danh sách bí mật nghề trồng nho rồi, thì bác nào xem thì các bác quan tâm thì các bác xem lại cho nó kỹ. Em tóm tắt là cái loại clo mê quan này thì nó sẽ ức chế sinh trưởng trực tiếp, là sinh trưởng ngọn, nó sẽ ức chế sinh trưởng ngọn và nó sẽ giúp cái cây nó thành thục, nó chuyển trạng thái từ sinh trưởng sang sinh sản, nó hạn chế chiều cao của cành, hạn chế chiều cao của cây và giúp cây phân hóa mầm hoa cũng như là phát triển bộ rễ rất là tốt. Nên trong ngành trồng nho, tất cả các nước trên thế giới, kể cả là Mỹ này, Úc này, Chile, châu Âu, Trung Quốc, Nhật. Nhật thì người ta thường ít dùng cái loại này, bởi vì là người ta thường trồng các cái loại nho mà khả năng phân hóa mầm hoa tốt, ví dụ mẫu đơn hay là Kyoho. Còn các cái quốc gia khác ấy, tất cả đều dùng clo mê quát này hết. Clo mê quát này nó sẽ giúp cái cây, khi mà chúng ta xử lý cái cây, cái cành cấp 2 ấy, nó đạt 9 đến 12 lá ấy, chúng ta muốn hãm cái tốc độ sinh trưởng của nó, các bác sẽ phun clo mê quát này kết hợp với MKP. Khi phun hãm ấy thì các bác sẽ phun được cái liều lượng là 500 ppm cộng thêm khoảng 2 gram MKP trên lít. Còn khi các bác mà phun trước khi chúng ta cắt cành cho ra bông, các bác có thể tăng liều lượng lên đến 1000 ppm cộng với khoảng 3 đến 4 gram MKP. Nhưng nếu cái cây của các bác mà chúng ta đang bị dư dinh dưỡng, dư nước, nó lớn quá nhanh, các bác cảm giác là sau khi chúng ta phun ấy, cây nó vẫn cứ phát triển ở mầm ấy, không hãm nổi ấy, thì cái việc tiếp theo chúng ta cần làm đó là cắt phân, cắt nước, tăng cái lượng clo mê quát lên để cái cây, cái mục đích của chúng ta là để cái ngọn này này nó không đi ngọn nữa, nó đứng lại, nó không xuất hiện các cái ngọn mới hay là cái râu hoặc là cái lá mới, mà nó sẽ đứng chậm lại, cây nó sẽ bị già hóa, nó vàng ra, cành nó vàng ra, thì khi đó là chúng ta đã giúp cái cây hãm ngọn thành công và phân hóa mầm hoa để chúng ta có thể chuẩn bị cắt cành được. Các bác lưu ý nha, là khi chúng ta hãm dùng tất cả các biện pháp bao gồm là kể cả phân bón này, thuốc này, nước tưới này, rồi cái chế phẩm phân hóa mầm hoa clo mê quát này để chúng ta phun, thì cái mục đích là chúng ta phải hãm được ngọn, phải làm cho cái ngọn nó đứng lại, nó không đi nữa, nó dừng lại, nó nuôi cái thân, nó nuôi cái cành cấp 2 và nó nuôi cái mắt ngủ, thì cái cây của chúng ta mới có thể chuẩn bị cắt cành được. Còn cái chi tiết về cái chế phẩm phân hóa mầm hoa này, cách dùng, liều lượng, chuẩn bị như nào thì các bác xem lại ở trong cái phần bí mật nghề trồng nho. Em đã giới thiệu rất là rõ cái chế phẩm này rồi. Đây chính là năm cái nhân à 6 cái nhân tố nó ảnh hưởng quyết định đến khả năng trồng nho ngón tay đen thành công và các dòng nho ngón tay khác thành công của Việt Nam. Thì các bác hết sức ý giúp em. Bởi vì là cái dòng nho này chốt lại, thứ nhất là quả ăn thì rất ngon, hình dáng đẹp bắt mắt, nhưng rất khó trồng, không phù hợp với điều kiện thời tiết Việt Nam lắm, bởi vì là kháng bệnh kém, khả năng phân hóa mầm hoa kém. Nên nếu các bác trồng thì phải chọn cái vùng khí hậu nó phù hợp, là mùa khô, mùa nắng, mùa mưa, là nó phân biệt rõ ràng. Trong đó thì mùa khô kéo dài, mùa mưa ngắn thôi. Và khi chọn đất thì ưu tiên đất cát và đất phù sa, nhiều cát một chút. Hạn chế sử dụng các loại đất mà nó giàu dinh dưỡng, không phù hợp để trồng các cái dòng nho ngón tay. Ví dụ là đất thịt, đất ba gian, là những cái đất đấy nó quá màu mỡ. Rồi kỹ thuật ngắt ngọn thì chúng ta phải bấm ngọn thường xuyên theo kỹ thuật ba lá ngắt ngọn, nhưng phải lưu ý là
cái chồi nách này phải để cho nó xuất hiện rồi thì chúng ta mới bấm gọn, còn nếu chúng ta bấm quá sớm thì mắt ngủ nó bị bung. Hoặc là chúng ta khi mà cái chồi nách nó xuất hiện là rồi, chúng ta bấm để lại cái chồi nách này một lá để giả sử nó có bung ấy thì nó sẽ bung mắt ngủ ở chồi nách của cái cành cấp 2 chứ nó không bung cái mắt ngủ của cành cấp 2. Đấy. Về phân bón ấy thì hạn chế bón nhiều đạm mà tăng cái lượng phosphor kali lên. Rồi, nước tưới thì cũng hạn chế tưới và có thể sử dụng các loại thuốc hóa học trừ nấm, trừ sâu để kìm hãm tốc độ sinh trưởng của cây. Còn về Gnome Quad thì các bác xem lưu ý kỹ ở trong các cái video mà em đã đăng. Thì trong video này thì Phú Nông sẽ đã giới thiệu cho các bác rất rõ về cái quy trình trồng nho ngón tay đen và các cái giống nho ngón tay khác ở Việt Nam. Các bác là lưu ý các cái đặc điểm mà Phú Nông đã giới thiệu thì rất vui. Phú Nông sẽ có dịp giới thiệu cho các bác các cái kỹ thuật trồng các cái giống nho khác tại Việt Nam, thì rất mong các bác ủng hộ và các bác cho một like, một chia sẻ video này của Phú Nông nhá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.